Cô đừng có tung không, quay nhà xe là mệt, đừng có quay về mặt quá, quay chậm chậm thôi hả, quay chậm chậm thôi, quay trong nhà xe cả. Vô siêu thị Vinmart phải không nè, Vinmart phải không? Mát hơn vậy. Vinmart ở Bạc Liêu nha cả nhà. Thiên Phát à, nè vô nè, lấy khẩu trang ra nè, trời ơi, đây có thằng Diệu vô mua, vô mua đó, chờ thôi chưa, nhìn nó hay quá. Biết rồi, đi ra đây cái đi rồi vô. Quá trời đông luôn cả nhà ơi. Đủ thứ đồ luôn nha mọi người. Ê, Vivo kìa, lộc Vivo kìa. Đây. Con đi trước đi, đừng theo mẹ, đi đi. Đi con. Mô Phật, mô Phật. Thồ quá trời đẹp luôn. Cái gì con? Chơi chút nha. Ừ. Dạ. Không, nó không có chơi chơi. Sao vậy? Dạ? Đi. Đi. Sao vậy? Dạ? Đó, ở đây người ta không có cho chơi. Vô biết chơi không? Dạ.
là đẹp. Mua gì không? Nè. Gái thôi. Nè thấy không? Siêu thị này lớn lắm luôn á cả nhà. Vinmart nha, Vinmart ở Bạc Liêu nha cả nhà. Đi đi. Lên tiếp lầu 3 nha. Ê Phát ơi.